Chuyện kể về mấy chuyện trong nhà, có lúc buồn, có lúc vui và có lúc cãi vã. Xảy ra đủ thứ chuyện ở trên đời, nhưng vẫn luôn bên nhau mỗi khi có vấp ngã. Dù là Nam Bắc hay là Đông Tây, chị em ta vẫn sẽ tay ở trong tay. Dù có hay chưa được mối tình vắt vai, nhưng chị em ta vẫn sẽ là mẹ. Cuộc sống cứ thế vận hành, bao giờ lao xe máy khiến thân chúng thấy xanh. Đôi khi có nhiều lối thôi khiến cho chị em bối rối, nhưng ta bỏ qua hết cứ vừa lại lành. Tương lai ta mới sau cùng một tiến lên, bây giờ ta mới xa xa kia kế bên. Mà kệ ta cứ sống và vì chúng ta là chị em một nhà. We fly, có thể luôn chung nhịp chạy dương. You are fine, nếu muốn dừng lại là quý. Mình cùng chung chí hướng, dẫu có chuyện thì vẫn sẽ mời cạnh bên nhau. Sao tự nhiên tê chân dữ vậy? La. Mày bị sao vậy? Tao... Bị sao? Nói đi. Tao bị tê. Hả? Tê? Tê lên nửa người hả? Trời ơi, sao lại đang nỗi này? Đây. Cái gì vậy? Tao bị tê chân. Mày đang nghĩ gì vậy? Thì mày tê chân mà. Ê, tao sẽ làm cho mày hết tê chân. Ủa, làm gì vậy? Nấu cháo. Hôm nay cà rết của chị á bị mệt mỏi trong người nên định nấu cháo cho hai ăn giải cảm. Mà chị thấy cái sao sao á, hay em nếm thử giùm chị đi. Nấu ăn thì em không biết, chứ mà nếm thử mấy cái này thì dễ ợt. Để em. Mặn quá à, tê ở cái đầu lưỡi luôn á. Thì phải làm sao? Thì cho bột ngọt vào cho nó ngọt. Em không biết gì nhỉ? Đi lại! Ủa chị Kim, chị bị sao vậy? Bữa chị bị té xe á, vết thương bị chảy nè, mà giờ lên da non ngứa, chị không dám gõ, sợ đau. Đâu, đi em coi coi. Trời ơi, xinh quá nè. Chị gì? Em làm gì vậy? Thì em đang giúp chị đó. Thì thả đau một lần rồi thôi. Cái con này sụp tê vậy ta. Mà bị trật cổ không trời. Lily, em có sao không? Em bị chặt cổ à Lily? Để mọi người giúp cho. Đừng có lại gần em.
dẹp coi. Em đang chơi game mà. Chị nói một tiếng nữa có nghe không? Em sắp xong rồi, một ván nữa thôi. Cái thằng này. Cái gì á? Ngon quá ta. Mấy cái này ăn được rồi đúng không chị? Xong hết rồi đó. Đây cho mọi người vô ăn cơm đi. Dạ. Chị Anna không có nghe máy. Hay điện gọi chị Lily ha. Cái gì? Phòng khách cắt có mấy bước à bà hai. Đi vô cho mọi người ăn cơm nhanh lên. Ôi mất công lắm. Có điện thoại làm gì? Mà chị Lily cũng không nghe máy. Hay điện gọi tai ha. Cái gì vậy? Đi ra ngoài kêu mọi người vô ăn cơm. Nhanh. Nhưng mà có cái điện thoại để làm gì? Đi. Đi thì đi. Con bé này. Hello. Bà bắt máy rồi hả Lily? Đừng về nhà nha, nhà căng lắm. Thấy rồi kìa. Nhà này làm sao á, cắm mày cái điện thoại hoài à. Mọi người có thấy dạo này mà Kim khó ở quá không? Ừ, hay la em lắm luôn á. Tính Kim dễ chịu mà, nhiều khi chỉ là hiểu lầm thôi. Hiểu lầm gì? Em là em ruột mà em còn bị chị sát phạt nữa nè. Tôi cũng thấy vậy, lạm dụng quá mức. Muốn nói xấu gì tôi á thì nói trực tiếp đi. Ít nhất á cũng ngẩng mặt lên và nói chuyện với nhau. Cái cớ bên mà nhắn tin nữa. Thời buổi công nghệ mà, sử dụng điện thoại cho nó tiện. Chị cũng nên theo kịp thời đại đi chị ơi. Đúng rồi đó chị. Thời đại công nghệ gì? Nhìn đường, nhìn xá, nhìn cây, nhìn cối. Nhìn mặt nhau không nhìn. Có cắm mặt dưới điện thoại. Văn minh gì kỳ cục vậy? Ê, bà Kim bà nói gì tôi không hiểu gì hết trơn á. À, mà bà nói vậy chắc nói đúng ha. Bà nói đúng rồi đó. Đúng là lạm dụng quá mất. Thôi rồi rồi. Bây giờ tôi sẽ ra tối hậu thư. Cấm sử dụng điện thoại. Nếu mà ai vi phạm á, phạt 100.000. Cái gì? Chị hai, đây là nhà trọ chung. Tự nhiên chị hai tự ra quy định. Em không phục chị hai đâu. Nè, em trai. Chị là người đứng tên thuê nhà này đó. Chị hai. Đúng là đồ phát xích mà. Nói gì? Tôi nói gì đâu. Tôi chỉ muốn tốt cho mọi người thôi. Cho mọi người bớt xài điện thoại lại. Ghiền quá rồi. Thôi, quyết định vậy nha. Một trăm ngàn. Giỡn không à? Hãy giỡn thôi, làm gì căng. Một trăm ngàn. Cùng chung chí hướng, dẫu có chuyện thì sẽ ngồi cạnh bên nhau.